Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục mình sẽ giao lưu với các bạn một số phôi hải châu không bầu nha các bạn. Cây không bầu nha, với lại một lô sam bông với sam trái ha. Đây, bắt đầu cây số 1 nha, một cây vân nhân các bạn ơi. Cây số 1 200k nha các bạn. Một cây không bầu. Để mình lấy cái hũ keo mình lên lên mình so sánh nha các bạn coi. Đây, một cây vân nhân rất là duyên luôn các bạn. Đó, để mình lấy cho các bạn coi. Đây là dòng hải châu biển nha các bạn. Hải châu lá nhỏ. Nó đứng nó cành, các bạn thấy da nó xám không? Coi ngồi biển là đa phần là da nó xám nha nha. Còn mà coi trên núi, coi trong bằng là nó nâu nó đó. Nó là đà hay cái da nó mỏng hơn, còn da ngoài biển là nó dày hơn nha các bạn phân biệt được. Đó là một số kinh nghiệm ấy. Đó, đây mặt trong này nó bị lũa này. Đó, cái này một cây vân nhân rất là đẹp luôn, thả cành xuống rất là ok luôn. Tiếp tục mình sẽ lên cây số 2 nha. Tục cây số 2 cũng là một cây vân nhân luôn các bạn ơi. Cây số 2 150k nha các bạn. Đó, đợi cái ấy lên nha các bạn coi ha. Cái này nó cũng già ha. Dòng hải châu biển thì nó là cái da nó rất là dày nha các bạn. Hải châu lá nhỏ ha. Da rất là dày luôn. Còn mà những cây mà đứng trên núi đồng bằng là nó da nó mỏng hơn mà nó láng hơn nha các bạn, nó không có xù xì như những cây ở đứng ngoài biển nha. Tại coi ngoài biển là nó cành nha các bạn. Đó. Cây bay cây đổ gì cũng được hết các bạn ơi. Cây số 250 nha các bạn. Đó. Các bạn nào mà thích cây quái cây đồ thì lấy những cây thế này thì về chơi nè. Cây những cây này thì không bầu thì các bạn phải về dâm ủ nha. Những cây này mình về mình dâm ủ tầm 2 tuần thôi. Kéo nhựa rồi là mình đem đi mình trồng nha các bạn. Nó 2 tuần là có những cây sung là nó vẫn bén rễ luôn nha các bạn. Tại nhiều mình dâm ủ những cây không bầu là nhiều rồi. À, cây số 3, một cây rễ của cây cũng quái luôn các bạn. Cây số 3 100 ngàn nha các bạn. Những cây không bầu thôi. Những cây quái rồi các bạn. Đa phần là mình lấy những cây kiểu như vân nhân các bạn lấy lượng á. Những cây thánh thì mình chủ yếu mình lấy những cây tàn được rồi mình có giao lưu với các bạn đó. Cái này mình lấy được sao ơi. Lấy hôm bữa chủ nhật. Đó. 100 ngàn nha các bạn. 100 ngàn mà đỡ lấy những cây phôi này. Về các bạn trồng sống thì nó giá trị nó có thể nhân đôi nhân ba tài khoản nha. Nên là các bạn không sợ ngại gì mà không chơi nha các bạn. Nên, chơi giờ đồ thấy đam mê thôi các bạn ơi. Tiếp tục cây số 4 nha các bạn. Một cây số 4 cũng một cây vân nhân nữa luôn các bạn. Mình thì lại khoái những cây lứt lượng mà về làm vân nhân thôi các bạn ơi. Cây số 4 cũng 100 ngàn luôn nha các bạn. Đây cái lá nó đây. Đó. Những cây đứng ngoài biển là lúc nào nó cũng da nó cũng xù xì hết các bạn, mà nó trắng trắng như này mà nó dày vậy. Đó. Các bạn còn mua cây thì các bạn sẽ phân biệt được cái cây đứng mà hai dòng hải châu mà nó đứng ngoài biển sát biển nó khác với lại dòng hải châu mà nó đứng ở trên núi trong đồng bằng nha. Đó. Cái số 4 cũng 100 ngàn luôn. Cái này rõ rất là nhiều luôn các bạn. Mini nhưng mà mấy đường cong lít lượng rất là dương luôn. Cái này về làm cây đỡ bàn thì thôi rồi ha. Hết chỗ chơi nha các bạn. Đó. Tiếp tục mình lên cây số 5 nha. Số 5 cũng 100 ngàn luôn. Một cái cây mà có rễ quái luôn các bạn. Đây nè. Các bạn mà thích sưu tầm cây quái thì lấy những cây này về chơi này, có điều là nó hơi ít rỡ thôi nhưng mà vừa dâm ủ thì tỷ lệ sống nó cũng cao lắm các bạn. Về trồng liền cũng được mà về dâm ủ cũng được. Mình thì khuyên các bạn là nên trồng cây hải châu mùa này thì
hay mùa nào cũng vậy, thì đa phần là về dâm ủ ấy. Còn cách dâm ủ là các bạn cứ để dưới cây bóng mát nha, lấy vải tủ lại ấy. Ngày tưới nước cho nó một hai lần gì đó, mình sẽ cho nó ướt cái vải cho nó thấm, nó giữ ẩm cái cây thôi ấy. Đó rồi tiếp tục mình hai cây hai châu cuối cùng luôn nha, cặp này ấy, cây số 6, cặp số 6 này, hai cây 150 nha, một cây mini tàn đất lượng ấy. Các bạn chơi mini thì ok luôn, như là một cây có cái rễ quái này, cặp này hai cây 150 nha các bạn. Nhanh chân quẹo lửa nha các bạn ơi, nhanh chân thì còn mà chậm chân thì hết nha. Hai cây 150 nha các bạn, hai cây hai châu cuối cùng. Tiếp sau đó là mình sẽ lên mấy cây phôi sam trái sam bông nha các bạn. Đây một cây sam bông hàng khủng luôn, mình sẽ giao lưu cái này là nguyên lô nha các bạn, nguyên lô 8 cây. Đây có hai cây sam bông, cây sam bông thứ nhất này nguyên lô 8 cây 700 ngàn nha. Các bạn nào xem thấy được thì cứ giao lưu với mình nha. Các bạn thấy hành không? Chỗ to nhất là cây hành phải gần hơn 20 luôn rồi các bạn. Đó. Các bạn xem cái chai kiều Mỹ Tiến này. Đó. Hành cũng phải 20 ấy. Còn dưới cũ này thì 15 16 luôn. Cây rất là khủng luôn. Rồi. Chờ bì đổ dáng siêu ấy. Cây đây thì mình nên chơi dáng siêu ấy. Dáng siêu hồi đầu ấy. Đó. Có cành phong rồi này, đây mặt sau của nó này, cành phong này các bạn. Đây mình thổi hai cành này, các bạn cứ lấy gì thân thích thì cắt bớt đi cành này. Cái này có lấy gì mà ghép sâm trái thì cũng ok các bạn. Đây để mình lên coi sâm bông nữa luôn, xong rồi mình lên sâm trái nữa không cho nó gọn ghẽ em. Đây coi sâm bông thứ hai, một coi lết lượng cũng rất là đẹp luôn. Cái sam các bạn là không sợ chết đâu nha các bạn, sam rất là mạnh luôn, dòng này nó mạnh như là những cái bằng lưng nha các bạn. Các bạn về trồng cứ cát phan vô ha, không có trồng gì ngồi cái thứ gì cát á. Mùa mưa mùa nắng gì cũng vậy, cứ cát phan vô tưới nước điều độ cho nó nha. Trồng cát mà các bạn không tưới nước thì nó khô cái cây nha các bạn. Đó hai cây sam bông, giờ tiếp tục mình quay qua mình sáu cây sam trái này. Mình giao lưu viên lô nha, mình không có giao lưu lẻ nha. Xem trái một cây mini, bạn thấy không? Tỳ chân ra rất là đẹp luôn rồi này. Đó. Những cây này các bạn bảo đảm là không gì không sợ chết nha các bạn. Các bạn cứ thấy có cọng rễ không nó cũng không có chết nha. Đó. Các bạn cứ đừng có nghĩ là cây nó ít rễ là nó chết nha. Dòng xem trái rất là mạnh luôn. Cây này mình còn đỡ tàn nữa này. Các bạn về trồng thì tuốt lá bớt đi nha. Đó. Đó, cái số 3 đây. Đó, cái lực lượng này giờ làm ba cái bên nhân này thôi rồi luôn ấy. Đó. Tổng cộng là hai cây sâm băng và bốn cây sâm trái ấy. Đó, cây sâm trái và sáu cây sâm trái, tổng cộng là 8 cây hết, giao lưu nguyên lô 700 ngàn nha các bạn. Giá rất là hữu nghị luôn, vừa bán vừa cho luôn các bạn ơi. Đây, cái số 5 này, xem trái số 5 này, cái này các bạn nhé. Đấy, còn trái lên coi luôn này không? Đây là những mình bảo đảm 100% những cái xem trái là chuẩn hàng nha. Cái nào xem bông thì các bạn cứ mình mà nói trái mà các bạn bông thì các bạn cứ đem đổi trả mình đổi bồi thường nha các bạn, gấp đôi gấp ba luôn nha. Đây là những cây mình thấy trái trên cây nha, mình mới dám chắc chắn 100% là những cây trái nha các bạn. Đó, 6 cây hết nha các bạn. Đó. Mình giao lưu viên lô ấy. Để mình quay viên lô cho các bạn coi đây này. Đó, để cho các bạn hình dung ấy. 6 cây sam trái và 2 cây sam bông. Giao lô viên lô 700 ngàn nha. Đây, 700 ngàn. 700 ngàn bao ship cho các bạn luôn nha.
Riêng lô này mình chỉ bao ship thôi nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye. Nhớ theo dõi đăng ký kênh của mình nha.